Làm video mà không bán được hàng là do nội dung các anh chị bị sai. Các anh chị tập trung quá nhiều vào việc nói về sản phẩm của mình. Các anh chị luôn nói tốt về sản phẩm, luôn nói về thành phần và công dụng của sản phẩm. Sự thật là khách hàng họ không thích bị bán hàng bởi họ có cảm giác bị mất tiền. Mà họ thích là được mua, muốn mua vì họ sung sướng, vì họ được giải quyết được những cái nỗi đau và nhu cầu của họ. Vậy thì đừng nói về sản phẩm nữa, mà hãy nói về những cái nỗi đau nhu cầu khách hàng. Bạn phải hiểu được một trong sáu nhu cầu khách hàng của bạn là gì. Nhu cầu đầu tiên đó là sống, ăn, ngủ, nghỉ. Nhu cầu thứ hai là giúp cho khách hàng tiết kiệm được tiền hoặc là kiếm được tiền như thế nào. Nhu cầu thứ ba là yêu thương. Nhu cầu thứ tư về danh vọng. Nhu cầu thứ năm về phát triển bản thân. Và nhu cầu thứ sáu là sự cống hiến. Vậy bạn cần phải làm những cái nội dung hướng dẫn khách hàng họ giải quyết được những cái nỗi đau của họ, hoặc là review về cái sản phẩm đó. Ví dụ như các anh chị kinh doanh về mỹ phẩm thì các anh chị cần hướng dẫn khách hàng cách trị mụn nè, cách trị thâm nám, hoặc là cách phân biệt được cái mỹ phẩm đó có corticoid hay là không. Hoặc là các anh chị đang kinh doanh về đồ chơi trẻ em, các anh chị cần hướng dẫn cách trẻ chạy được chiếc xe đạp, hoặc là hướng dẫn là cách chọn được những cái sản phẩm mà phù hợp với từng độ tuổi, hoặc là cách phân biệt được cái mẫu đồ chơi đó có những cái chất độc hại cho trẻ em hay không, vân vân. Và đó chính là những cái nội dung của video mà sẽ giúp cho bạn bán hàng một cách tự động. Khách hàng họ sẽ tự hỏi mua mà không cần các anh chị phải chào bán. Và các anh chị đang kinh doanh sản phẩm gì, các anh chị cần hỗ trợ thì hãy để lại câu hỏi ở phần bình luận. Tài sẽ làm những video tiếp theo để có thể hỗ trợ được các anh chị. Các anh chị muốn hỗ trợ một cách chi tiết hơn thì có thể kết nối với Tài. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị với những nội dung tiếp theo. Trần Tấn Tài, kinh doanh thực chiến.